ông các bà không mời con, như con cưới con cứ mời các ông các bà. Thế là hai đứa nhà nó dỗ mẹ của bố ở đấy. Thằng cái ham. Nhưng mà em gọi là mình cưới con mình vẫn mời trong đấy. Mình thế nào mà lên nói với em. Mày có mở nữa không? Không, cháu thỉnh thoảng mới nghe bà ấy gì nghe thôi. Cũng không rõ nữa. Chưa. Đấy, 31 đây à? Chị đấy, chị hay ăn cái rau đấy, chả biết. Ôi, nhìn nó bá. Vâng. Không mà để vào tưới đến 17 thì tốt lắm. Đấy, cái vườn này bây giờ phá hết đi chứ quá. Đây máy ra. Mà hôm nọ ta chỉa được 3 lá mới mình tơi không. Thế? Thế là sao mình bán 3 là mình bán 6. Đơn ngọn gì vậy? Cái rau á? Ừ, rau mình tơi à, khó hơn hả? Ra mà lá thì to đại mà ngọn chả có ngọn gì. Nó rét làm sao nó lên được một bà nó gọi lên ngọn. Thế là người ta bảo sao không cống ngọn bà cô cứ cứt. Nếu mà độ găng lách thì cống ngọn. Nó bảo bà tình năm nay xin thiếu cháu bé không đi. À. Ê ông này trời ơi, thế là đây gọi bác Vân. Trời ơi ra Hiền đứng đái đấy. Thế ông Vân đi đâu? Ông Vân đi hút nước cỏ. Ừ. Em hôm qua biết là một chỗ gì đó. Đấy, bác bà về mang mai con bà bác bán 5.000. Rồi rồi. Đây cắt cái thôi vậy. Của
mồm này, mồm há này. Thèm ăn thèm. Ê, há mồm này, kêu mẹ thấy xấu này, đói. Để tôi bột ăn nhé. Ê, há mồm xấu thế. Ê, ăn há mồm. Yeah.
trời mưa này thì cái gì nó chả nhung lên, nó khô thì nó phải thấy chứ, trời mưa thì nó cứ dính cái gì vào nó chả thế. Cà chua cái lá này, cái này ăn trong này qua đâu cũng phải. Nên lúc chạy nó không thèm cười nữa. Chị cái bao đút vào nhé, bỏ vải thôi, em cởi dây cho chị buộc chặt với sát quyền rồi.
nhỉ chị nhỉ? Dậy anh ơi. Trời ơi. Quả có ngon.
thế nào thì cô thân nói có mấy con cân 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 nửa con bán nửa mà.